đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy giàu sang. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị và các bạn thân mến, theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn trải qua năm trạng thái là hỏa, thủy, mộc, kim, thổ. Năm trạng thái này được gọi là ngũ hành, không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng, mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối quan hệ tương tác và quan hệ của vạn vật trong mối tương quan hài hòa, thống nhất. Nhờ đó, các phong thủy sư có thể nhận biết được tử vi, vận mệnh của mỗi người. Và trong video ngày hôm nay, Phong thủy Giàu Sang sẽ tiết lộ chi tiết và cụ thể về phong thủy nhân sinh của người thuộc mệnh kim. Hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Thứ nhất, hành kim là gì? Trong thuyết ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim là yếu tố thứ tư. Hành kim gồm có 6 ngũ hành nạp âm: hải trung kim, kiếm phong kim, bạch lạp kim, sa trung kim, kim bạch kim và thoa xuyến kim. Các chuyên gia tử vi cho biết kim tượng trưng cho loại kim khí và kim loại trong đất trời, được nuôi dưỡng bởi đất trời. Kim được sinh ra từ thổ vì nó được thiên nhiên, khoáng vật, đất đá nuôi dưỡng, tôi luyện và kết tinh. Hành kim đại diện cho thể rắn, khả năng chứa đựng chỉ về mùa thu và sức mạnh. Đồng thời, kim còn là vật dẫn. Khi tích cực, kim thể hiện sự sắc sảo, sự công minh. Còn khi tiêu cực, nó có thể là sự hủy hoại, phiền muộn. Theo thuyết ngũ hành, năm yếu tố vật chất kể trên luôn vận động và phát triển. Chúng không độc lập, tách biệt với nhau mà phụ thuộc vào nhau, tác động lẫn nhau. Mối quan hệ này gọi là sinh và khắc. Từ quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc kể trên, ta có thể dễ dàng nhận ra kim tương sinh với các yếu tố thổ, thủy, tương khắc với các yếu tố mộc và hỏa. Thứ hai, hành kim nào mạnh nhất? Trong 6 nạp âm gồm sa trung kim, kiếm phong kim, kim bạch kim, bạch lạp kim, thoa xuyến kim và hải trung kim, thì mệnh kim nào mạnh nhất? Mệnh kiếm phong kim được gọi là hành kim mạnh nhất, bởi kiếm phong kim, vàng mũi kiếm, là chính vị của kim, vị trí của long quan và đế vượng, nên ví như mũi nhọn của lưỡi gươm. Trong thực tế, bất cứ một cây dao hay một loại công cụ sản xuất bằng sắt thép nào cũng tập trung tinh hoa ở chỗ mũi, phần lưỡi. Kiếm phong kim có khí thế cực thịnh, mũi kiếm sắc bén nên cũng kinh qua trăm đao ngàn trảm, ánh kiếm vung vạn trượng, kiếm khí bức chết người. Thứ ba, tính cách đặc điểm vận mệnh của người mệnh kim. Về tính cách, ưu điểm nổi bật trong tính cách người mệnh kim là sự mạnh mẽ, ý chí quyết đoán. Họ có sự kiên định và luôn có thái độ tập trung vào một vấn đề nào đó nếu như đó là mục tiêu của họ. Họ có chính kiến, có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm rất hiệu quả. Tuy nhiên, đôi lúc người mệnh này khá bảo thủ. Họ không nhận sự giúp đỡ của người khác. Những người thuộc mệnh này thường rất giỏi trong việc sắp xếp, tổ chức. Bên cạnh đó, người thuộc mệnh kim có trực giác tốt, sống nghiêm túc, luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ vui vẻ, luôn là một người thông minh nhanh trí, truyền đạt thông tin một cách khôn ngoan và lôi cuốn. Vì giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Hơn nữa cũng cực kỳ trọng nghĩa, khinh tài. Họ sống vì tình cảm nhiều hơn là chú trọng về vật chất. Tuy nhiên, người thuộc mệnh này quá mong sự ổn định, an toàn, nên hay có trạng thái bất an, khó có sự hòa hợp. Những người thuộc mệnh kim cũng khá cố chấp, bảo thủ, bướng bỉnh, thiếu linh hoạt và cũng hay toan tính, so bì và xem mình là trung tâm. Khi buồn, họ sẽ là những người có sức hủy hoại vô cùng lớn. Có thể ví người mệnh kim như một bông hồng với đầy gai nhọn, đẹp nhưng không dễ hái được. Những lúc rơi vào trạng thái tiêu cực, kim sẽ trở thành vũ khí hủy diệt với sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Về khía cạnh nhân tướng học, thì những người mạng kim thường có đặc điểm là trán rộng, họ khá thông minh và dáng người của họ cực kỳ phong độ. Những người thuộc ngũ hành kim thường có khuôn mặt chữ điền, gương mặt của họ rất sáng, khung xương của họ cung to, vóc dáng của họ cũng vừa phải, thân hình tráng kiệt và ít bị béo phì. Thứ năm, tính cách mệnh kim theo từng tuổi. Người tuổi Tý mạng kim. Đặc điểm tính cách nổi trội của người tuổi Tý thuộc mạng kim đó là cần cù, ham học hỏi. Họ có tài ăn nói thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Họ tham vọng và luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Tuy nhiên, người này khá nóng nảy và cố chấp. Người tuổi Sửu mạng kim, người tuổi này sôi nổi, nhiệt tình, nhân duyên tốt lành,
gặp khá nhiều may mắn. Tuy nhiên người này khó giữ được tiền vì không có kế hoạch chi tiêu tài chính cụ thể. Người tuổi Dần mạng kim, người này có tham vọng lớn, ham mê quyền lực, giỏi xã giao và rất nghiêm túc trong công việc. Có điều họ cố chấp, ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Người tuổi Mão mệnh kim, người này tính tình hoạt bát, sôi nổi, có khiếu ăn nói, luôn khát khao trở thành người xuất chúng. Tuy nhiên họ khá bảo thủ, lại có tính liều, nên tránh xa các loại hình đầu tư may rủi, cờ bạc đỏ đen. Người tuổi Thìn mạng kim, tính tình cương trực, thẳng thắn, vận đào hoa vượng, đi đâu cũng có người giúp đỡ, tài vận ổn định, hanh thông. Tuy bước tiến không lớn, nhưng ngược lại có khả năng kiếm tiền bằng nghề tay trái của mình. Người tuổi Tỵ mạng kim, có tài lãnh đạo, thiên bẩm, có khí thế của bậc anh hào, có khát vọng lớn trong sự nghiệp cũng như tham vọng tiền tài. Có điều người này đôi khi tự tin quá mức, thành ra gây phản cảm với mọi người xung quanh. Người tuổi Ngọ mệnh kim, sở hữu trí tưởng tượng phong phú, linh cảm tốt, có tài lãnh đạo thiên bẩm, đào hoa vượng, được rất nhiều người ưu ái, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người này nóng nảy, khó kiểm soát được cảm xúc, tài lộc khó ổn định. Người tuổi Mùi mạng kim, tình hình hài hòa, thân thiện, giàu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, phúc lộc tổ tiên mỏng, cha mẹ anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được gì nhiều, mà phải tự lực cánh sinh. Mọi chuyện đều dựa vào chính sức của mình mà nên. Người tuổi Thân mạng kim, người có khả năng lãnh đạo trời ban, bản chất là người thông minh, tài hoa, chỉ cần cố gắng phát huy thật tốt là sẽ giành được những thành công lớn. Nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên tài lộc người này có phần bất ổn, với nhiều nốt thăng trầm, hung cát đang xen, may rủi song hành. Người tuổi Dậu mạng kim, tính cách mạnh mẽ, giàu nghị lực vươn lên, đúng sai phân minh nên dễ mất lòng trước, được lòng sau. Chính vì thế mà các mối quan hệ xã giao cũng như công việc dễ bị ngừng trệ do không được tin tưởng nhau. Người tuổi Tuất mạng kim, người này có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn, dù là gặp khó khăn trở ngại. Họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, họ rất thích giúp đỡ người khác. Nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Người tuổi Hợi mạng kim, người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn, tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình, giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ được cung mệnh sẽ giúp bạn nhận biết, phát huy được những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế của bản thân. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng dựa vào thuyết ngũ hành để giúp con người tìm ra cách chiêu đón được tài lộc, may mắn đến với mình. Và trong phần tiếp theo của video, Phong thủy Giàu Sang sẽ chia sẻ tới quý vị một số cẩm nang dành riêng cho người thuộc mạng kim để nhận về tài lộc phú quý. Hãy cùng theo dõi nhé! Thứ nhất, mạng kim, hợp mạng gì? Theo ngũ hành tương sinh chúng ta có thổ sinh kim. Đất đá là nơi bao bọc bảo vệ cho kim. Kim sinh thủy, kim ở đây khi gặp nhiệt độ cao, hơi nóng sẽ nóng chảy thành kim loại lỏng, chính là thủy. Thủy sinh mộc, mộc nhờ nước của thủy để sinh trưởng và phát triển. Mộc sinh hỏa, mộc lụi tàn sẽ hình thành hỏa. Hỏa sinh thổ, hỏa lụi tàn sẽ hình thành tàn tro, chính là thổ. Vậy nếu theo quan hệ tương sinh trên, mệnh kim hợp với mệnh thủy, thổ và chính hành kim. Tuy nhiên nếu bạn thuộc mệnh kiếm phong kim và sa trung kim thì cũng được xem là hợp với mệnh hỏa. Thứ hai, mệnh kim khắc mệnh gì? Hỏa khắc kim, hỏa làm kim bị biến đổi và tan chảy. Kim khắc mộc, kim loại làm tổn hại đến cây cối. Mộc khắc thổ, cây cối phát triển lấy đi dinh dưỡng của đất. Thổ khắc thủy, đất ngăn cản dòng chảy của nước hoặc thấm hút hết nước thành chất dinh dưỡng của đất. Thủy khắc hỏa, nước làm lụi tàn ngọn lửa của hỏa. Theo mối quan hệ tương khắc ở trên, có thể thấy mạng kim khắc với mệnh hỏa và mệnh mộc. Đặc biệt, những người thuộc các mệnh hải trung kim, bạch lạp kim, thoa xuyến kim, kim bạch kim đều khắc mộc và hỏa rất mạnh. Thứ ba, mạng kim hợp màu gì, kỵ màu gì? Theo thuyết ngũ hành, màu tương sinh với kim gồm có màu vàng, màu nâu và màu xám. Trong đó, màu vàng sậm là màu bản mệnh, tượng trưng cho sự hoàn thiện, may mắn về mọi mặt. Màu nâu quý nhân phù trợ, thuận lợi cho con đường con cái. Màu xám mang đến vẻ đẹp, sự sạch sẽ. Màu tương hợp với mạng kim, trắng, bạc. Trong đó màu bản mệnh của mạng kim,
Tuy nhiên màu đỏ, hồng, cam, đây là những màu đại diện cho mệnh hỏa, vì thế nó tương khắc với những người mạng kim. Bởi vậy, bạn cần thận trọng khi sử dụng những vật phẩm mang màu sắc này. Thứ tư, mạng kim mua nhà hướng nào? Hướng tốt nhất, nhà dưới tầng hầm, nhà mặt đất nghe có vẻ không được sang chảnh với một căn nhà nằm dưới tầng hầm. Nhưng theo phong thủy thì đó lại là vị trí cực kỳ tốt cho người thuộc mệnh kim. Điều này cũng tương tự với các căn nhà mặt đất hay nhà tầng 1 ở các căn chung cư. Đất ngũ hành thuộc thổ, thổ lại dưỡng cho kim, nhờ thế mà vận trình của gia chủ mạng kim sẽ nhanh chóng tăng tiến, đúng như mong muốn. Bên cạnh đó, trong ngũ hành, chính tay thuộc kim cùng mệnh với gia chủ, từ cùng một nguồn gốc sinh ra, căn nhà hướng chính tay sẽ trực tiếp tăng vận khí cho gia chủ. Người mạng kim muốn sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt, tình duyên như ý thì chắc chắn không thể bỏ qua lựa chọn này khi mua một căn nhà cho riêng mình. Ngược lại, nhà hướng chính bắc không hợp với người mạng kim, khiến cho tiền tài gia sản trong nhà dễ bị tiêu tán, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó có lẽ là điều mà chẳng ai mong muốn khi mua một căn nhà mới cho mình. Thứ năm, người mệnh kim nên trồng cây gì? Loại cây thích hợp nhất đầu tiên phải kể đến là cao nhật, có tác dụng thanh lọc không khí, áp chế các nguồn năng lượng xấu, chống độc tố xâm nhập vào nhà, hấp thu các chất độc và biến các chất độc thành nguồn thức ăn chuyển xuống rễ để nuôi dưỡng cây. Bên cạnh đó, cây kim ngân cũng là một trong những cây phong thủy được nhiều người ưa chuộng nhất. Riêng tên của loại cây này, kim ngân, tiền vàng, đã mang đến ý nghĩa giàu có và sự may mắn. Nó thường được đặt ở khu vực tốt nhất, ở gần cửa chính của ngôi nhà. Cây kim ngân được cho là có khả năng thu hút sự giàu có và có vận may cho gia chủ. Đặc biệt, cây còn có thể thu hút tiền bạc bằng cách cân bằng các nguồn năng lượng chi phối tài chính. Ngoài ra, cây hoa hồng vàng cũng là một sự lựa chọn thích hợp. Màu vàng của hoa hồng rất hợp với người mệnh kim. Những đóa hoa vàng sẽ đem lại niềm vui và may mắn cho người mệnh kim. Thời gian gần đây, các chị em công sở có thú vui chơi hoa nhập ngoại, nên bạn có thể lựa chọn nhiều giống hoa hồng vàng ngoại nhập có phơm dáng đẹp và thơm hương. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay, người thuộc mệnh kim sẽ có những lựa chọn thuận phong thủy cho chính bản thân mình. Và nếu thấy video này hữu ích thì bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng biết nhé. Chúc quý vị vạn sự như ý, phúc quý, vinh an. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.